Tập 22. Thế như bản đồ của thành phố Dương Hải chắc chắn là ở gần đây. Quanh đây gần như chúng ta tìm kiếm hết rồi. Nếu có sông thì không có bánh xe nước. Nếu có bánh xe nước thì không có nhà gỗ. Có phải Mộc Tinh Trần nhầm lẫn rồi không? Không thể nào, chắc chắn là ở gần đây. Chúng ta phải mau tìm kiếm, đừng để bọn họ chạy mất. Anh họ, nhìn xem phía trước có một ngôi nhà gỗ. Bánh xe nước. Dừng xe. Chắc là ở đây rồi. Chúng ta lặng lẽ qua đó, bắt anh ta, làm anh ta trở tay không kịp. Dân, xuống xe hết đi. Khẩn trương lên. Đi. Ngài Đa San, anh thấy sao rồi? Ngài Đa San không hay rồi, triệu chứng thiên tới rồi. Cái gì? Đi đi, mau đi. Không có. Báo cáo, ở đây cũng không có. Tống Tử Thanh, Đa San, Phunakoshi đang ở đâu? Tống Tử Thanh. Được. Giải đi. 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 Đa San, Phunakoshi ở đâu? Những người bị các người khống chế gồm những ai? Còn nữa, rốt cuộc làm sao giải độc Phụ Linh Thảo? Cô có nói không? Anh tới đây, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi qua đó làm gì? Cô cứ nói luôn là xong. Tôi chỉ nói cho một mình anh biết. Cô đừng có giở trò với tôi. Anh không muốn biết thì thôi vậy. Anh gọi Sở Thiên Giao ra đây cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ta. Vẫn còn sống, nhưng mà có vẻ như đã trúng độc. Đưa tới y quán trước đã, giải độc xong lại thẩm vấn. Được. Cô ấy uống thuốc giải rồi, chắc là sẽ tỉnh lại nhanh thôi. A Giao, sao cậu lại biết cô ấy trúng độc gì mà có thể điều chế thuốc giải nhanh như vậy? Lúc trước mình từng đọc được những triệu chứng trúng loại độc này trong dược y, vậy nên đã điều chế ra thuốc giải trước. Nói cũng kỳ lạ, cũng không biết ai đã hạ độc cô ấy. Sau khi Đa Han Phunakoshi trúng độc, từng ép mình giải độc cho anh ta. Mình thấy tình trạng của Tống Tử Thanh tương tự anh ta. Mình đoán có lẽ là Tống Tử Thanh đã hút chất độc cho anh ta, vì vậy mới trúng độc. Rốt cuộc ai đã điều chế ra loại độc này? Tiểu thư, lão gia nói là có chuyện gấp, bảo cô mau chóng về thương hội. Tôi đi thì phía Tinh Trần phải làm sao? Dân Thường, cậu đi đi, ở đây có mình rồi. Vậy thì nhờ cậu nhé. Cậu phải nhớ, nhất định phải hỏi được cách giải từ miệng của Tống Tử Thanh. Được. Cậu mau đi đi. Xem ra Tinh Trần vì bảo vệ mình mà không hề nói cho cậu ấy biết, người điều chế chất độc chính là mình. Cô tỉnh rồi sao, Tống Tử Thanh? Chỉ cần cô hứa cứu ngài Đa San, đương nhiên tôi sẽ giải độc cho Tinh Trần. Nếu không thì chắc chắn anh ta sẽ chết. Cô đã đến nước này rồi mà vẫn còn muốn ra điều kiện với tôi. Nếu cô không nói, tôi có thể khiến cô sống không bằng chết. Đau lắm đúng không? Khó chịu đúng không? Tôi và Đa San đã từng giao hẹn, chỉ cần nghe thấy tiếng sáo thì tức là an toàn. Anh ấy sẽ xuất hiện nhanh thôi. Sao lại là cô? Tống Tử Thanh đâu? Tống Tử Thanh dùng tính mạng của mình để đổi lấy thuốc giải. Anh mau dùng đi. Tống Tử Thanh đâu? Tôi phải đi cứu cô ấy. Mau uống thuốc giải đi. Cô muốn làm gì? Tôi muốn dùng kim bạc để khống chế kinh lạc của anh, ngăn chất độc thâm nhập vào nội tạng. Cô biết hại ta sẽ có hậu quả gì không? Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Trong vòng 3 ngày, tuyệt đối không được dùng nội công, nếu không chất độc sẽ phát tán và chết ngay. Đưa một đồ vật trên người của anh cho tôi đem về làm tín vật. Là bùa hộ mệnh của ngài Đa San. Tôi đã làm theo giao hẹn rồi. Giải độc cho Đa San Phunakoshi. Đến lúc cô nên nói tôi biết cách giải độc của Phụ Linh Thảo. Tôi không tận mắt nhìn thấy ngài Đa San, sao tôi biết được cô đã cứu anh ấy hay chưa? Hay là đã giết anh ấy rồi? Cô muốn nuốt lời sao? Cô thả tôi ra đi, tôi sẽ nói cho cô biết. Cô muốn đoàn tụ cùng ngài Đa San của mình à? Tôi rất vui lòng thành toàn cho các người. Cô là có ý gì? Tôi đã sớm biết cô sẽ nuốt lời, nên tôi đã châm một mũi cho Đa San Phunakoshi, để thuốc giải không hoàn toàn giải độc. Chỉ cần cô không nghe lời, anh ta sẽ chết vì không lấy được lượng thuốc giải tiếp theo. Đồ đàn bà độc ác, tôi phải giết cô. Tôi nói cô biết Tống Tử Thanh, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Nếu như cô không quý trọng, lúc chất độc của Đa San Phunakoshi phát tán sẽ đau đớn hơn cô bây giờ gấp vạn lần. Tôi sai rồi. Cầu xin cô, cầu xin cô hãy cứu ngài Đa San. Cô biết phải làm gì rồi chứ? Được, tôi giết. Bây giờ, tôi đã nói cho cô biết cách giải độc rồi. Có thể đưa thuốc giải cho tôi để cứu ngài Đa San rồi chứ? Cô bây giờ sao có thể cứu được ngài Đa San của cô? Đây là thuốc giải của cô, mau uống đi. Cô tránh ra. Sao cô ta lại chết vậy? Có lẽ là độc phát tán trong người cô ấy rồi. Khiên về phòng giữ xác chết của cục cảnh sát. Dân. Dạ. Văn kiện của phía bên sảnh thị chính đều đã làm xong rồi. Họ đã đồng ý với chúng ta. Sau đại diện phê duyệt và thu thuế đều sẽ đặc biệt chú ý, để tiền các thương nhân có thể kinh doanh bình thường. Vậy thì quá tốt. Tiền vốn bên ngân hàng tư nhân cũng đã đến đúng hạn rồi. Coi như mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp. Vậy không có chuyện gì con về y quán trước đây. Một mình A Giao bận túi bụi, cô về giúp cậu ấy. Con là nhớ một tinh trần của con có đúng không? Không hay rồi. Sao vậy? Lão gia tiểu thư, không hay rồi, Tống Tử Thanh chết rồi. Cái gì? Nghe nói là bị chết vì độc. Tống Tử Thanh là người duy nhất có thể giải độc Phụ Linh Chi. Cô ta chết rồi, Mộc Tinh Trần phải làm sao? Hương hồi hồn. Thiệt Dao. Thiệt Dao à? Thiệt Dao. A Dao. A Dao à? A Dao. A Dao cậu sao vậy? A Dao, có chuyện gì vậy? Cô ấy đã độ dẫn Phụ Linh Thảo trong người của anh vào trong người cô ấy rồi. Nhưng lúc hương hồi hồn chưa đốt xong, anh độ dẫn lại. Cẩn thận. A Dao. A Dao à? Dừng tay. Sao lại có thể như vậy? Cô ấy đã đồ dẫn Phụ Linh Thảo vào trong người cô ấy rồi. Các người đã từng nghe một cỏ ba mạng chưa? Phụ Linh Thảo đó một khi đã đi qua thân thể của ba người, sẽ rất khó độ dẫn. Hơn nữa sẽ gia tăng sự tử vong của ký chủ. Ý của chú là không cứu được cô ấy sao? Phụ Linh Thảo trong người Thiên Giao đã tái sinh và trở nên vô cùng lợi hại. Tống Tử Thanh cũng đã chết rồi. Đã không còn ai có thể cứu được nó. Ở cùng đó cho thật tốt. Tinh Trần. A Giao. Thiệt Giao. Thiệt Giao. Thiệt Giao à? Thiệt Giao. A Giao. Tôi ở đây. Tôi ở đây. Đầu của em rất đau. Tôi ở đây. Thiệt Giao có tôi ở đây rồi. Tôi ở đây. Có tôi ở đây. Tinh Trần, đầu của em đau quá. Có tôi ở đây. Chịu đựng đi, tôi sẽ chữa cho cô. Tôi ở đây. Tôi ở đây mà. Tôi ở đây. Tôi ở đây Thiên Giao. Tôi sẽ luôn ở cạnh cô. Tôi sẽ luôn ở cạnh cô mà Thiên Giao. Tinh Trần, tôi sẽ luôn ở bên cô. Đầu của em rất đau. Rất đau. Thiệt Giao, có tôi ở đây. Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ luôn ở bên cô. Kiên trì, có tôi ở đây. Thiệt Giao, tôi luôn ở đây mà. Luôn ở bên cô. Không sao đâu. Có tôi đây. Đau quá. Có tôi ở đây. Tôi sẽ cứu cô. Kiên trì. Em cảm thấy chúng ta không có cách nào sống sót ra khỏi đây được. Em có thể hỏi anh một câu cuối cùng được không? Anh có thích em không? Thích. Lần đầu tiên gặp em, anh đã thích rồi. Yên tâm đi, anh sẽ không để em chết đâu. Tinh Trần. Tinh Trần à. Thiệt Giao, ổn chút nào chưa? Anh không sao rồi Tinh Trần. Chỉ cần anh không sao là em không sao. Cô thật là ngốc. Sao có thể dùng tính mạng của bản thân ra làm trò đùa chứ? Thiệt Giao, sao cô biết cách dẫn phụ linh quả vậy? Trước lúc chết, Tống Tử Thanh đã có lòng nói với em cách này. Em chỉ là thử thôi. Không ngờ lại thành công rồi. Có thể cứu được anh. Tinh Trần, anh không cần phải như vậy. Vì anh cái gì, em cũng có thể tự nguyện hết. Dương Thường. Những thuộc hạ của nhà thương nhân đã trúng độc, đến y quán cầu xin em, bảo em giúp họ giải độc. Vừa may Thiệt Giao cũng tỉnh rồi, thì đến hỏi thử có cách nào để cứu được họ không. Tống Tử Thanh nói dùng chu sa, bò cặp độc, thiềm tô, còn có cả tóc của người hạ độc. Sau khi sát xong thì bôi vào lòng bàn tay, bàn chân, yết hầu và ngực, có thể giải trừ độc của Phụ Linh Thảo. A Giao, nếu đã biết giải thuốc, sao lại dẫn Phụ Linh Thảo vào trong người? Bởi vì Phụ Linh Thảo trên người của Tinh Trần đã từng dẫn một lần rồi. Cách này không có tác dụng với anh ấy. Dân thường, em đến cục cảnh sát, kêu họ đừng hủy thi thể. Nằm xuống đi. Thi thể này có vấn đề. Đương nhiên rồi, em mau kiểm tra thi thể giúp anh xem rốt cuộc cô ta chết như thế nào. Bây giờ tôi có việc gấp, lát nữa sẽ giúp anh sao? Tôi cần tóc của Tống Tử Thanh. Thiệt Dao, Thiệt Dao à? Thiệt Dao, tỉnh lại đi, là tôi. Thiệt Dao, Thiệt Dao à? Thiệt Dao chịu đựng. Anh là dùng chân khí rồi. Anh cứ như vậy thân thể sẽ không chịu được nổi đâu. Vết thương của anh còn chưa khỏi. Thiệt Dao gì anh mới bị như vậy, không thể làm ngơ. Nhưng anh làm vậy chỉ có thể duy trì, căn bản không có cách trị tận gốc. Thử thuốc này đi. Thương nhân trúng độc từng dùng cái này đã khỏe rồi, thử xem. Ổn chưa dân thường? Đợi một chút. Được rồi. Anh xem. Không được, thuốc này không có tác dụng. Độc trong người cô ấy đã trở nên không còn giống với ban đầu. Vậy phải làm sao? Cứ như vậy Thiệt Dao cậu ấy. A Dao trở nên như vậy đều là vì anh. Có lẽ thánh quả có thể giúp cô ấy. Xem ra phải về tộc Thần Mộc một chuyến rồi. Ai? Trần, sao anh lại về đây? Đừng hỏi những cái này, nói ở đây không tiện đâu. Vào trong nhà nói đi. Đi. Tinh Trần. Kỳ lạ, anh ta đi đâu rồi? Tinh Trần, tộc trưởng đã sắp xếp xong hôn nhân của anh và Nguyệt Anh rồi. Chỉ chờ anh về thành thân với Nguyệt Anh thôi. E rằng bây giờ không được nữa rồi. Sở Thiên Giao vì cứu tôi, giúp tôi chở dẫn Phụ Linh Thảo. Bây giờ chỉ có thánh quả mới cứu mạng cô ấy được. Trong thời khắc mấu chốt này, tôi không thể bỏ mặc cô ấy. Lần này tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Hai người nhất định phải giúp tôi lấy được thánh quả. Cái gì? Trộm thánh quả? Tinh Trần, trộm thánh quả là trọng tội. Anh vì một đứa con gái thế giới ngoài kia liên lụy chúng tôi sao? Tộc thần Mộc chúng ta có ơn phải báo. Thánh quả này bất kể thế nào tôi cũng phải nhất định lấy được.